Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Phùng Xuân Nhạ đang tiến sát tới cửa nhà Lao, chạy bằng cách nào? Hiện nay có hai nhân vật lớn đang bị đẩy ra khỏi khu vực chờ sổ khám, đó là ông Nguyễn Thành Phong, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và ông Phùng Xuân Nhạ, cựu bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo của Việt Nam. Ông Nguyễn Thành Phong chờ sổ khám ở ghế Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương, còn ông Phùng Xuân Nhạ thì chờ ghế Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Đây là hình ảnh ông Phùng Xuân Nhạ được cho rằng đang chuẩn bị vào khám. Khi ông Nguyễn Thành Phong bị đẩy ra khỏi chiếc ghế Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh thì xem như sự nghiệp chính trị của ông kết thúc. Còn khi ông bị đẩy ra khỏi ghế Phó trưởng ban Kinh tế Trung ương thì số phận của ông gần nhà Lao hơn bao giờ hết. Nếu may mắn ông được về nhà với vợ con, nếu không may mắn thì vào tù như ông Nguyễn Đức Chung. Tương tự như vậy, ông Phùng Xuân Nhạ sau gần 2 năm ngồi chiếc ghế dự bị để sổ khám, giờ đến lúc ông Trọng đẩy ông Nhạ ra khỏi ghế chờ. Ông Nhạ hiện nay đang đối mặt với nguy cơ bị bắt vào tù như Nguyễn Thành Long hay Chu Ngọc Anh là rất cao. Có thể nói Bộ Giáo dục và Đào tạo đã nát bét từ thời ông Nguyễn Thiện Nhân làm bộ trưởng cho đến bây giờ, nhưng ông Nhạ lại còn bị các ông khác thì hạ cánh an toàn, nhưng ông Nhạ thì không được như vậy. Hôm 24 tháng 10, tại trụ sở Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tổng Bí thư của Đảng Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban Cán sự Đảng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nhiệm kỳ 2016-2021, và ông Phùng Xuân Nhạ, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, cựu Ủy viên Trung ương Đảng, cựu Bí thư Ban Cán sự Đảng, cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Khi ông Nhạ bị đưa ra khỏi chiếc ghế Phó trưởng Ban Tuyên giáo thì đấy là dấu hiệu ngày phán xét cuối cùng đang đến gần với ông cựu Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Cửa nhà tù chưa bao giờ gần với nhà ông Phùng Xuân Nhạ đến như thế. Đây cũng chính là lúc mà ông Nhạ đang lo chạy trọt như thế nào để cho thoát thân. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Văn Thể đang rất hiểu ông Tổng Trọng. Con người của ông Nguyễn Phú Trọng muốn mọi người phải tung hô ông ấy. Với dân thì ông Trọng cần phải tung hô ông là người liêm khiết nhất, là người chống tiêu cực mạnh nhất. Với quan chức cấp cao thì ông Tổng muốn họ thừa nhận uy quyền tuyệt đối của ông. Với những quan chức thất sủng thì lời ăn năn và xin ông Tổng tha thứ là cách hay nhất đánh vào cái tôi của ông Tổng nhằm mục đích được giảm nhẹ hình phạt. Rất nhiều quan chức khi ngồi tù thì mới bù lu bù loa xin ông Tổng tha tội. Những người như thế có thể kể ra như Trương Minh Tuấn, Nguyễn Bắc Son, Vũ Huy Hoàng, Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, v.v. Các quan chức cấp cao, họ đều hiểu tâm lý của ông Tổng Bí thư và đánh vào đấy để hòng được ông xử nhẹ tay. Tuy nhiên, các ông ngồi tù khi ra tòa mới ăn năn, với ông Trọng thì xem ra đã quá muộn. Mới đây, cụ thể là vào ngày 21 vừa qua, ông Nguyễn Văn Thể bị cho bay chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, nhưng vẫn lên tiếng cảm ơn ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã xem xét hoàn cảnh, điều kiện cá nhân và bố trí công việc mới cho ông. Thực ra, ông Nguyễn Văn Thể thừa biết ông Trọng đã đá văng chức bất kỳ của ai và ông bố trí công việc mới mà nhiều người hay nói đùa là ngồi ghế dự bị cho đến khi bị bắt vào tù. Ông Đinh La Thăng từng bị đưa vào Phó trưởng Ban Kinh tế Trung ương trước khi bị bắt vào trong nhà giam. Ông Nguyễn Thành Phong cũng như thế và ông Phùng Xuân Nhạ cũng không ngoài quy luật chung như vậy. Đây là hình ảnh liệu ông Phùng Xuân Nhạ sẽ làm gì để tránh được bị vào nhà giam. Có người thì cho rằng ông Trọng không cần tiền nên hốt núi tiền hối lộ ông đưa chưa chắc gì ông đã nhận. Ông Trọng không cần chức, không cần quyền nữa. Cái mà ông Trọng đang rất cần là sự thừa nhận của xã hội và sự thuần phục vô điều kiện của quan chức cấp thấp. Không biết ông Phùng Xuân Nhạ có thấy cách làm của Nguyễn Văn Thể là hay hay không? Lên tiếng năn nỉ ông Trọng, đấy là cách duy nhất hiện nay để tránh bị tống cổ vào nhà tù sau khi hết thời gian ngồi chờ đợi. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vượng Vin tới số chưa, giải mã bí ẩn lực lượng bao vây Vingroup. Hiện nay Vingroup đang là một thế lực rất mạnh. Hồi tháng 7, mạng xã hội đã rộ lên tin đồn ông Phạm Nhật Vượng bị cấm xuất cảnh. Ngay sau đó là ông Trung tướng Tô Ân Sô, Chánh văn phòng của Bộ Công an xác nhận lực lượng chức năng của Bộ Công an đã xác minh đấy là tin đồn thất thiệt. Điều đáng nói là lực lượng công an đã truy bắt người được cho là tung tin đồn ông Phạm Nhật Vượng
bị cấm xuất cảnh. Việc Bộ Công an bác tin đồn là một đảm bảo, tuy nhiên người dân Việt Nam thì dường như họ không tin ở lời nói của Bộ Công an nữa. Họ đã theo dõi từ đó đến nay đã hơn 3 tháng nhưng chẳng thấy hình ảnh ông Phạm Nhật Vượng ở nước ngoài. Vì thế người dân chưa thể tin Bộ Công an vì còn có khả năng Bộ Công an ban hành bằng lệnh miệng. Đây là hình ảnh, bức ảnh lan truyền trên mạng với tốc độ ánh sáng. Mà ông Phạm Nhật Vượng ở trong nước càng lâu thì người ta càng nghi, mà càng nghi thì lời đồn càng phát tán mạnh. Đó là nguyên nhân ngày 24 tháng 10 trên trang mạng lan truyền một bức ảnh với tốc độ rất nhanh, là bức ảnh ghi hình cảnh sát 113 đang tụ tập rất đông trước trụ sở của Vingroup. Cả xã hội đã xôn xao chờ đợi tin chính thức. Tuy nhiên khoảng 18:30, đồng loạt các tờ báo đã lên tiếng đính chính về điều này. Theo thông tin đính chính thì hình ảnh lan truyền về sự xuất hiện của cảnh sát 113 tại Vingroup đã diễn ra từ ngày 13 tháng 9 liên quan đến buổi làm việc giữa lãnh đạo Singapore với những người đứng đầu của tập đoàn này. Hình ảnh chụp lực lượng cảnh sát 113 đứng trước khu vực trụ sở chính của tập đoàn Vingroup tại khu đô thị Vinhomes Reservoir, quận Long Biên, Hà Nội. Thời điểm đó, trong chuyến thăm chính thức Việt Nam có Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee tại Việt Nam và có sự kiện làm việc với tập đoàn Vingroup vào lúc 9 giờ 30 phút sáng vào ngày 13 tháng 9 năm 2022. Theo quy định, đoàn xe dẫn đường là lực lượng chức năng bao gồm cả cảnh sát 113 đã tham gia đảm bảo an ninh trật tự cho chuyến thăm này. Đây là hình ảnh báo chí nhà nước đính chính về việc này. Như vậy thì đã rõ, lực lượng này bảo vệ cho quan chức nước ngoài thăm Vingroup không có sự bắt bớ nào cả. Tuy nhiên, nếu dùng từ khóa Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee thăm Vingroup thì Google hiện ra toàn bộ là thông tin đính chính, hoàn toàn không có một bản tin nào nói rằng ông Phó Thủ tướng Singapore Heng Swee thăm Vingroup tại trụ sở của tập đoàn Vingroup tại khu vực đô thị Vinhomes ở Long Biên tại Hà Nội. Chỉ thông tin Phó Thủ tướng Singapore thăm cửa hàng Vin của Mansan tại chung cư New City, phường Bình Khánh, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và thăm khu công nghiệp Việt Nam Singapore ở Bình Dương. Như vậy, đến hiện nay, nguồn của bức ảnh của chuyến thăm vẫn không rõ. Nếu thông tin báo chí đính chính là sự thật, thì tại sao không thể tìm được nguồn bằng công cụ Google tìm kiếm? Vậy nên, thông tin này vẫn còn đang là mơ hồ, chưa rõ đúng hay sai. Có thể đối với những người nhẹ dạ, cả tin thì họ tin lời đính chính, nhưng đối với những người cẩn thận thì vẫn chưa xua tan được các sự nghi ngờ đối với các báo của nhà nước Việt Nam. Báo chí của Đảng đã nhiều lần cho độc giả ăn quả lừa, nên lần này cũng khó mà thuyết phục được những bức ảnh đó là sự thật như báo chí đã thanh minh. Và việc Vingroup đang nợ khủng là có thật. Việc Vingroup đang khát vốn cũng có thật. Với tập đoàn có mối quan hệ chính trị trong và ngoài nước như Vạn Thịnh Phát còn bị bắt thì Vingroup cũng khó mà an toàn. Với danh sách 156 bất động sản tại những nơi đắc địa nhất của Sài Gòn thì mức độ to lớn của Vạn Thịnh Phát cũng không thua gì Vingroup. Đây là hình ảnh Google tìm kiếm vẫn không dẫn tới bài báo cũ nào có bức ảnh nêu trên. Có hai nghi ngờ được đưa giải quyết là tại sao đến nay người ta vẫn chưa thấy ông Vượng đặt chân ra nước ngoài và nguồn bài báo có đăng tấm ảnh cảnh sát 113 tại Vingroup vào giữa tháng 9 vẫn chưa thấy phía Việt Nam lẫn Vin và chính quyền chưa thể xua tan được mối nghi ngờ vì nó không được chứng thực. Câu hỏi liệu rằng Vượng Vin có tới số chưa thì đến nay vẫn chưa có câu trả lời. Sự thật thế nào thì chỉ có chờ đợi mới biết, còn thông tin trên báo chí thì vẫn không đáng tin cậy.